Thần tài dẫn lối tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, gặp may liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời ngoạn mục trong năm 2023 nếu nắm chắc điều này. Lộc Phát Tử Vi xin kính chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trên đời này thì chẳng có ai có lẽ là không mong muốn số mệnh của mình tốt đẹp. Làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn hạnh phúc, ấm êm, chẳng có nhiều điều phải lao tâm, khổ tứ. Cuộc đời con người rất sợ, rất ám ảnh việc nợ nần, túng thiếu. Nhưng mỗi người, mỗi hoàn cảnh, sẽ có lúc bạn sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh mình không mong muốn. Trời không triệt đường sống của ai. Những khó khăn trong cuộc sống chỉ là một phần thử thách để tô điểm cho thành công của bạn mà thôi. Số mệnh con người tốt hay xấu thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong đó, chúng ta sinh ra thuộc ai trong số 12 con giáp cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Trong đó, nổi bật hơn cả là con giáp tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, nữ mạng, được dự báo trong năm 2023 này sẽ có số hưởng. Dù đang nợ nần, khó khăn thế nào, thì từ nửa cuối năm trở đi, chắc chắn sẽ được quý nhân tương trợ, thân tài chỉ đường ban lộc, cát tinh cao chiếu, mọi việc sẽ suôn sẻ và ổn định hơn. Tương lai là nhà cao, cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, an nhàn, hưởng phúc bên con bên cháu. Hãy cùng xem diễn biến vận trình tuổi Mậu Ngọ nữ mạng ngay trong video này nhé! Tuổi Ngọ được đại diện bởi hình ảnh con ngựa trong 12 con giáp. Trong thần thoại Hy Lạp, thần mặt trời hàng ngày đánh cỗ xe có, bốn con ngựa đi về hướng đông, đến chiều lại trở về hướng tây, ngày qua ngày đều như thế. Có thể thấy rằng từ lâu, ngựa là hình ảnh gắn bó cùng mặt trời, tượng trưng cho lửa nóng. Vậy nên con giáp này có đặc trưng tính cách là nóng nảy nhưng cũng rất nhiệt tình và hào phóng. Họ không giấu nhiều bí mật, họ xã giao tốt, có nhiều bạn bè, nhân duyên sâu. Nhưng do tính tình ưa hoạt động nên chi tiêu cũng lớn, nhìn chung không giữ được tiền. Vui vẻ, tích cực là tính cách của người tuổi Ngọ, nhưng nhược điểm là không thể duy trì nhiệt huyết lâu dài. Họ làm gì cũng tích cực, nhưng chỉ cần gặp trở ngại nhỏ là sẽ dừng bước. Vì thế mà thường bị người khác coi là vô trách nhiệm. Vì thế tuổi trẻ của họ dễ đạt được nhiều thành tích nhưng không bền. Đến tuổi trung niên có thể bị dừng lại, thoái lui. Trong tình duyên, tuổi Ngọ rất thẳng thắn và hay chú ý tới ngoại hình. Ngoài ra thể lực của họ cũng rất tốt, làm việc gì cũng được. Đáng tiếc là do tính tình nóng nảy nên tuy làm việc tốt nhưng đôi khi không đạt được thành quả. Mậu Ngọ là mệnh thiên thượng hỏa, tính tình hoạt bát, hiếu động, được nhiều người khen ngợi. Nhưng cũng vì quá cố chấp, bốc đồng mà không được quý nhân hỗ trợ cho nhiều. Bản mệnh cần đề phòng vì quá cố chấp mà hay mâu thuẫn với lãnh đạo, đường sự nghiệp có nhiều trở ngại. Nếu xử được tính có kỉnh, kiêu ngạo này, làm việc chăm chỉ thì sẽ sớm gặt hái được nhiều thành quả mỹ mãn. Tử vi năm Quý Mão 2023 của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, có bố cục thiên hình địa phá, vô cùng vất vả. Cung mệnh có Mộ Thổ khắc chế Quý Thủy, tạo ra bố cục thương quan khắc thiên quan, gọi là thương quan chế sát. Địa chi bản mạng và thay tuế còn rơi vào quan hệ tương phá nguy hại nhất năm 2023. Đối với người tuổi Mậu Ngọ thì vận trình của bạn được đánh giá là hung hiểm. Năm Quý Mão 2023 không có lợi cho việc làm ăn kinh doanh, buôn bán, hùn vốn. Nhưng về mặt sự nghiệp sẽ xuất hiện một số chính sách của chính phủ khá có lợi cho công việc hiện tại. Những mưu sự trước đây dần có được sự quan tâm đúng đắn. Tuy nhiên, khi yếu tố thuận lợi xuất hiện, người tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 không nên chủ quan khinh thường. Mọi việc cần tham khảo và trao đổi với cấp dưới hoặc lãnh đạo. Không nên tự ý quyết định, nếu không sẽ bị người khác hãm hại, bản thân rơi vào thế bị động. Về mặt sức khỏe, đây là năm mà ngũ hành kim chịu nhiều tổn thương. Bạn cần lưu ý bệnh liên quan tới đường hô hấp. 1. Thông tin cơ bản của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2023 như sau. Năm sinh 1978, tuổi âm lịch 46,
cầm tinh con ngựa, vận niên long đắc vũ, tức rồng gặp mưa, sao hạn sao la hầu, hạn tam kheo, kim lâu phạm kim lâu thân, tức hại cho bản thân, tam tai không phạm tam tai, hoàng ốc không phạm hoàng ốc. 2. Chi tiết tử vi năm 2023 nữ mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978. 1. Xem tử vi 2023 Mậu Ngọ nữ mạng theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, Mậu gặp quý tương hợp, công việc làm ăn có thể mở mang thêm đôi chút, lúc hoạn nạn gặp đúng người tương trợ. Xét về địa chi, Ngọ gặp Mão lâm cục diện pha thái tuế, đề phòng vướng thị phi, thậm chí kiện tụng pháp luật gây hao tổn tiền của. Xét về ngũ hành bản mệnh khắc chế lưu niên, bất lợi tuy không nhiều, nhưng thấy rõ dấu hiệu hao tổn sức lực và tiền bạc cho phương diện sức khỏe. Tiểu kết, năm Quý Mão này không phải là năm quá thuận lợi đối với nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ. Bản mệnh có thể gặp phải nhiều khúc mắc trong công việc hoặc trong chuyện làm ăn, song may mắn được quý nhân tương trợ, vấn đề có thể được giải quyết ít nhiều, thậm chí là có người có thể mở mang công việc được đôi chút. Thứ hai, xem tử vi Mậu Ngọ năm 2023 nữ mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao kế đô. Kế đô sao ấy giải đông, chia tay đôi ngả không mong tao phùng. Tháng 3, tháng 9 bão bùng, nhức tai đau óc, khốn cùng xác thân. Kế đô là sao hạn nặng đối với nữ tuổi Mậu Ngọ. Năm có sao này chiếu, khó tránh bị tai nạn đau ốm, hao tài tốn của, tăng khó thị phi. Xấu nhất là vào tháng 3, tháng 9 âm lịch, hành sự vào thời gian này cần phải hết sức thận trọng. Theo niên hạn, thiên tinh. Thiên tinh là hạn trung bình, mang lời chịu tiếng thình lình chẳng hay. Thiên tinh là sao chẳng hay, ra ngoài mắc phải dạ tai ngục hình. Tử vi tuổi Ngọ năm 2023 nhận định gặp hạn thiên tinh phải đề phòng ngộ độc. Đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay vạ gió, nên chú ý lời ăn tiếng nói. Trong năm mà đau ốm không rõ nguồn cơn thì nên thành tâm cúng lễ thì nhanh khỏi. Tiểu kết, khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì, người tuổi này cũng cần hết sức cẩn thận bởi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vấn đề sức khỏe cũng cần phải được quan tâm nhiều hơn. Bản mệnh chớ vì làm việc quá sức mà thành ra lao lực, phải tốn thêm tiền thuốc thang chạy chữa. Thứ ba, xem tử vi 2023 tuổi Mậu Ngọ nữ mạng theo vận niên. Nữ mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978 gặp vận niên long đắc vũ, tức rồng gặp mưa trong năm 2023. Biểu tượng này mang ý nghĩa rồng được làm mưa làm gió trong thiên hạ. Bản mệnh thoải mái làm điều mình thích, tiến hành những dự định ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên thì hình ảnh này còn mang ý nghĩa về sự việc ngoài luồng. Bản mệnh hay lo việc bao đồng, chỉ đi lo việc cho kẻ khác mà không được nhàn hạ tấm thân, lúc nào cũng thấy tất bật vất vả. Thứ tư, xem vận hạn tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm 2023 theo tuổi âm. Tam tai 2023. Tuổi Mậu Ngọ không phạm tam tai 2023, chủ động lo làm lo ăn, chịu ít tác động từ ngoại cảnh. Về kim lâu 2023, tuổi Mậu Ngọ phạm kim lâu thân, không thích hợp xây dựng nhà cửa hay cưới hỏi. Nếu vẫn tiến hành, e rằng sẽ hại bản thân về cả sức khỏe và tiền bạc. Về hoang ốc 2023, tuổi Mậu Ngọ không phạm hoang ốc, làm nhà không bị phạm yếu tố này. Tiểu kết, dù khó khăn cản lối, song người tuổi Mậu Ngọ nữ mệnh không nên nghĩ tới việc đầu hàng số phận. Làm việc gì bạn cũng cần phải chủ động, không nên phụ thuộc vào người khác. Thái độ nhiệt tình cố gắng của bạn có thể khiến quý nhân chú ý, từ đó mở ra cơ hội mới trong mọi việc. 3. Đánh giá tổng quan và 4 phương diện cụ thể trong năm 2023. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng năm 2023, có nhất bạch cát tinh đi vào cung mệnh nên khá may mắn. Có điều ngũ hành bản mệnh là thiên thượng hỏa, lại sinh mâu thuẫn với nhất bạch nên cần có phương pháp hóa giải phù hợp. Sao nhất bạch là sao tham lang, hiệu văn xương, ngũ hành thuộc thủy màu trắng, mùa thu tiến, mùa đông vượng, mùa xuân tiết, mùa hạ tử. Người đang đương chức đương quyền gặp nó, ắt được lộc của nó. Người làm công ăn lương, gặp nó nhất định tiền bạc sẽ vào nhà.
đây là đệ nhất cát thần. Nhất bạch lại là quan tinh, nó đương vượng vào khoảng thời gian 2023, nên vận khoa cử của bạn sẽ rất tốt. Đây cũng là năm sinh con cực tốt dành cho bản mạng tuổi Mậu Ngọ nữ nhân sinh năm 1978. Cụ thể bốn phương diện như sau. Về sự nghiệp, vận sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ trong năm 2023 sẽ khá tốt nhờ tướng tinh và tam hợp thay tuế. Đường quan lộ rộng thanh thang, dễ bề hiển đạt. Người này nhờ có nhiều mối quan hệ tốt nên hay được quý nhân giúp đỡ, gặp khó cũng có thể thoát ra. Hiệu quả công việc cũng được nâng cao hơn. Vận hạn cũng phần nào được tiêu trừ bớt. Trong năm chỉ cần chịu khó, chăm chỉ làm việc thì được thăng chức, tăng lương. Về cơ bản, sẽ không có gì là khó khăn. Về tài vận, trong năm Quý Mão 2023, đường tài lộc của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 tương đối mạnh. Với sự giúp đỡ của ngôi sao tốt lành Kim Quỹ, những chú ngựa sẽ đón mừng tin vui về cả vận chính tài, tức là khoản thu nhập tự làm ra, và vận thiên tài, tức là may mắn tiền bạc trở cho. Đặc biệt trong vận chính tài, nhờ các cát tinh hỗ trợ nên bạn không chỉ được thăng quan tiến chức mà có thể còn được tăng lương hoặc thưởng. Tình cảm nữ mạng tuổi Mậu Ngọ. Vận trình tình cảm của tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 khá suôn sẻ trong năm Quý Mão. Đối với những người đã kết hôn, tình cảm giữa bạn và người ấy có thể phát triển ổn định trong năm. Vợ chồng yêu thương, hòa thuận với nhau, hiếm khi xảy ra cãi vã, xung đột vì những chuyện vặt vãnh trong gia đình. Vận tình duyên của người độc thân cũng rất lạc quan, đào hoa vượng phát, có cơ hội tìm được người yêu ưng ý trong năm nay. Vì vậy tuổi ngựa cần phải nắm bắt thời cơ để vận trình hanh thông. Tuy nhiên sao ngũ quỷ cũng khiến cho bạn dễ gặp phải kẻ xấu, dẫn tới nhiều chuyện tình xấu khác nhau. Bởi vậy người này cần phải cẩn thận hơn trong việc quan hệ, giao tiếp để tránh bị các hung tinh này dâng nước lật thuyền. Về sức khỏe, tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2023 nữ mạng, có vận trình sức khỏe trong năm mới của bạn sẽ ổn định, được các sao may mắn và thái tuế bảo hộ. Về cơ bản sẽ không có vấn đề gì về sức khỏe. Đối với những người có yếu hơn thì đây cũng chính là một năm may mắn để bạn rèn luyện sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của mình, kết quả sẽ rất khả quan. 4. Cách hóa giải vận hạn năm 2023 cho nữ mạng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Việc hóa giải sao hạn không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ có thể làm giảm phần nào tai ương, đen đủi, chuyển từ nặng sang nhẹ mà thôi. 1. Hóa giải sao kế đô năm 2023. Cách cúng giải sao kế đô năm Quý Mão. Kế đô tam cửu bi ai, 18 ngày này cờ vàng kéo ra, 21 ngọn đèn sáng lòa, tránh tây là hướng, lại qua mặt trời. Thời gian làm lễ cúng, ngày 18 âm lịch hàng tháng, hoặc cúng một lần vào dịp đầu năm mới. Sắm lễ gồm 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Hành lễ khi cúng cần quay hướng chính bắc mà vái, thiên cung thần thủ La Hầu Tinh Quân. Bài văn khấn giải hạn sao kế đô năm 2023 như sau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy 9 phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Nam mô Hiệu Thiên Chí Tôn, Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con kính lạy Ngài Tà Nam Tào, Lục Ti Duyên Thọ Tinh Quân. Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu, Cửa Hàm Giải Ách Tinh Quân. Con kính lạy Đức Địa Cung Thần, Vi Kế Đô Tinh Quân. Kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh, Nguyên Thần Châu Quân. Tín chủ con là, hôm nay là ngày, tháng, năm, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại. Để làm lễ, giải hạn sao kế đô chiếu mệnh, cúi mong chư vị, chấp kỳ lễ bạc, phù hộ độ trì giải trừ vận hạn, ban phúc lộc thọ cho chúng con, gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế. Do đó, nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, ghi, có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như
Thạch Anh Trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ dần tan biến. Việc dâng sao rẻ hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. 2. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2023. Về sức khỏe, cần chú ý tới ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên bị đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Về làm ăn, trong làm ăn, người gặp hạn này cần phải cẩn thận và tính toán hơn. Bản mệnh không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật. Mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột, dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm làm nhiều việc thiện. Năng làm việc thiện giúp đỡ mọi người xung quanh chính là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay là thắp hương cầu bình an cho gia đình. 5. Vận trình 12 tháng năm 2023 của bản mệnh Mậu Ngọ. Tháng 1 âm lịch, vận trình tài lộc của tuổi Mậu Ngọ trong tháng đầu năm rất tốt. Hòa cùng không khí sôi động của dịp lễ Tết Nguyên đán, bà sẽ gặt hái được nhiều niềm vui và may mắn. Đặc biệt với những người làm kinh doanh thì công việc làm ăn rất phát đạt, có cơ hội ký được đơn hàng lớn thì quả là tuyệt vời. Vì vậy mà bạn cần phải nắm bắt cơ hội này để kiếm tiền và thể hiện bản thân thật tốt. Tháng 2 âm lịch, tài vận của Mậu Ngọ khá dồi dào đầy đủ trong tháng 2 năm Quý Mão. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn, tháng này bản mệnh sẽ được thần tài chăm sóc, chính tài lẫn thiên tài, để có bước tiến bất ngờ. Mặc dù tài lộc cuồn cuộn, nhưng người này cũng cần hạn chế phô trương của cải của mình càng nhiều càng tốt, nếu không dễ bị kẻ cắp hoặc lừa đảo nhắm tới, ăn trộm mất tài sản. Tháng 3 âm lịch, vận trình sức khỏe của tuổi Ngọ sinh năm 1978 có phần giảm sút trong tháng này. Ở nơi làm việc, khối lượng công việc gia tăng khiến cho bạn bận rộn, vất vả hơn nhiều. Khuyên bạn trong thời gian này, dù bận đến mấy, cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và đừng để bản thân làm việc quá sức, nếu không sẽ gây bất lợi cho sự phát triển tài lộc của chính bạn. Tháng 4 âm lịch, tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, năm 2023, nữ mạng có đường tài lộc trong tháng 4 âm lịch phát triển rất tốt. Trong tháng này, dưới sự che chở của Thái Tuế và Cát Tinh, hầu hết nữ mạng tuổi này đều có vận thế vững vàng thuận lợi, ít khi bị tác động, xáo trộn từ bên ngoài. Không những vậy, bà cũng sẽ có trạng thái tinh thần khá thoải mái, luôn cảm thấy tích cực và lạc quan, không khí gia đình cũng rất hòa hợp. Tháng 5 âm lịch, trong tháng 5 âm lịch, mặt quan hệ xã giao của người này có điểm sa sút, ngũ quỷ hung tinh xâm phạm khiến cho bản mạng gặp phải nhiều tiểu nhân phá hoại, làm ảnh hưởng đến các mối quan hệ khác nữa. Vì thế bản mệnh cần phải coi chừng có kẻ ném đá giấu tay, đồng thời phải duy trì hữu hảo các mối quan hệ để tránh gây ra hiểu lầm nghiêm trọng. Tháng 6 âm lịch, trong tháng 6 âm lịch, người tuổi Ngọ sinh năm 1978 dễ trở nên táo bạo và hay nổi nóng. Do bị sao hung tinh nhập mệnh, cùng với thời tiết nóng bức, bà dễ xảy ra xung đột với đồng nghiệp trong tháng này, dẫn tới những rắc rối như kiện tụng và tranh chấp. Vì thế mà bạn cần phải cẩn thận trước sự ảnh hưởng của sao quan phù, đồng thời học cách tiết chế cảm xúc và tính khí, đừng để vận xấu ảnh hưởng đến vận thế nói chung. Tháng 7 âm lịch, tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, năm 2023 nữ mạng, rất lạc quan về vận trình sự nghiệp trong tháng 7 âm lịch này. Nhờ vận may do tướng tinh chiếu mệnh mang lại, cơ hội việc làm của những người cầm tinh con ngựa trong tháng này tăng lên rất nhiều và bạn thường nhận được rất nhiều cơ hội thực hiện. Vì vậy tuổi Mậu Ngọ hãy chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu, tạo ra những bước đột phá trong sự nghiệp để công việc được phát triển hơn nữa. Tháng 8 âm lịch, trong tháng 8, vận trình tài lộc của bạn có chút giảm sút. Đáng ra nếu tam hợp thay tuế thì tài vận càng lúc càng dồi dào. Nhưng thật đáng tiếc vì khao khát chi tiêu mua sắm quá lớn nên bạn sẽ tiêu tiền bừa bãi, lại tiểu nhân quấy nhiễu nên cần cẩn thận tài vận tổn thất nghiêm trọng. Không nên quá xa hoa, nếu không sẽ dễ gây ra khủng hoảng kinh tế cho bản thân. Tháng 9 âm lịch, tình trạng sức khỏe của những người tuổi Mậu Ngọ trong tháng 9 âm lịch không mấy lạc quan.
bị ảnh hưởng bởi thời tiết hanh khô và oi bức. Bạn bị ngất xỉu sau cảm nắng vì không chịu được thời tiết quá nóng trong tháng này. Vì vậy, khi cần làm việc nhiều ngoài trời, bạn phải chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ, dùng kem chống nắng, bổ sung đủ nước để tránh mất sức. Đồng thời bạn cũng cần chú ý hơn đến việc nghỉ ngơi, hình thành thói quen sinh hoạt điều độ để có lợi cho sức khỏe bản thân. Tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch có thể là thời điểm thuận lợi để thoát ế cho những người tuổi Mậu Ngọ độc thân. Với sự trợ giúp của tam hợp cùng cát tinh trợ vận, tuổi Mậu Ngọ sẽ tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng, biết chăm chút cho hình tượng của mình nên được nhiều người chú ý. Đặc biệt là với nữ mệnh Mậu Ngọ sẽ được nhiều người khác giới theo đuổi. Bạn đừng ngại thử tiếp xúc, giao tiếp với họ, nó không chừng sẽ gặp được cơ hội ngàn vàng. Tháng 11 âm lịch. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, năm 2023 nữ mạng. Trong tháng 11 âm lịch, các mối quan hệ của những người tuổi Mậu Ngọ càng ngày càng thăng hoa. Với sự giúp đỡ của ngôi sao may mắn Kim Quỹ, cuối cùng bạn có thể thoát khỏi ngũ quỷ hung tinh và một số sao xấu khác trong tháng này, mở ra một bước đột phá trong các mối quan hệ cá nhân. Đặc biệt những người thuộc tầng lớp lao động sẽ có thể gặp được nhiều sự giúp đỡ từ quý nhân trong tháng này. Quan hệ xã giao của bản mệnh cũng được mở rộng hơn, cả về kết giao lẫn sự nổi tiếng. Đây cũng là một điều đáng mừng. Tháng 12 âm lịch, vận mệnh tổng quan của tuổi Mậu Ngọ trong tháng cuối cùng của năm có phần vất vả, mệt mỏi. Việc xử lý các mối quan hệ không thôi đã khiến cho bạn trở nên bận rộn, phải cân bằng giữa cả gia đình với công việc tại chỗ làm. Điều này sẽ khiến cho tuổi Mậu Ngọ lao lực, không có thời gian chăm sóc sức khỏe cho mình. Con giáp này dù làm gì cũng cần quan tâm tới bản thân nhiều hơn, không nên làm việc quá sức. Phong thủy cải vận cho nữ mạng tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, trong năm 2023. Bí quyết phong thủy cầu tài lộc năm 2023 là cách chúng ta sử dụng cây cảnh và vị trí trong nhà để tạo nên bố cục may mắn và thuận lợi. Mời quý vị cùng tham khảo. Hóa sát khí cửa chính. Cửa chính của căn nhà là vị trí kiểm soát tài lộc và vận mệnh của cả gia đình. Nó cũng là cửa ngõ nối căn nhà với thế giới bên ngoài, nên hướng cổng và loại cây trước cổng vô cùng quan trọng. Trong năm mới Quý Mão này, để cầu tiền tài, gia chủ có thể đặt các loại cây có tác dụng ngăn chặn xua đuổi tà khí như xương rồng, cây quỳnh sao, trúc mây, cọ Himalaya. Ngoài ra, nếu cửa đối diện với cầu thang, các loại cây như trúc mây, cọ Himalaya sẽ là lựa chọn tốt nhất cho gia chủ. Huyền quan hút quý nhân, cây trầu bà, cây phát tài, vạn tuế. Huyền quan là khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi nó là khoảng đệm của phòng khách. Nó đơn giản, huyền quan là còn được hiểu là hiên nhà, là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách. Theo bí quyết phong thủy cầu tài lộc năm 2023, vị trí này cần những loại cây trồng nhỏ thân gỗ như cây trầu bà, cây phát tài, vạn tuế và phải lưu ý tưới nước, chăm sóc thường xuyên. Tuyệt đối không để cây trong hiên nhà mọc bụi, úa vàng và khô héo. Phòng khách tụ tài khí, cây tài lộc chúc phú quý. Phòng khách là nơi các thành viên trong gia đình ở nhiều nhất trong hầu hết các gia đình. Vì vậy phòng khách liên quan mật thiết tới sự hòa thuận trong gia đình và các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Nên loại cây lớn hoặc cây lá rộng có lá to hơn có thể đặt ở lối ra vào, góc nhà, cầu thang phòng khách. Còn có các loại cây nhỏ có thể đặt trên bàn, tủ cà phê. Ngoài ra phòng khách là nơi cung cấp vượng khí. Chính vì vậy những loại cây may mắn như cây phát tài, cây trúc may mắn là thích hợp nhất để đặt trong phòng khách, có thể mang lại may mắn và tài lộc cho cả gia đình. Phòng ăn hấp thụ hỏa khí, hoa tươi, hoa la kèn, thu hải đường. Phòng ăn là một trong những chìa khóa quan trọng nhất để thúc đẩy mối quan hệ hòa thuận, thoải mái của cả gia đình. Một căn bếp hợp phong thủy không chỉ mang lại sự hòa thuận cho thành viên trong gia đình mà còn mang lại tài lộc cho cả gia đình. Vì vậy, bà có thể đặt những chậu hoa rực rỡ trong phòng ăn như hoa ly, hoa sáng hương đỏ, hoa ly, thu hải đường, không chỉ mang lại dương khí, dễ chịu mà còn mang lại may mắn cho gia đình. Phòng ngủ lan tỏa tình yêu.
hoa nhài, trầu bà, hoa hồng. Phòng ngủ có thể nói là nơi chúng ta trải qua khoảng thời gian dài nhất trong ngày và là nơi chúng ta nghỉ ngơi. Do đó, gia chủ có thể đặt những loại cây nhỏ có mùi hương thơm nhẹ trong phòng ngủ như hoa lan, hoa nhài, hoa trà, hoa oải hương có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Bí quyết phong thủy cầu tài lộc năm 2023 chỉ ra rằng có những loại cây có tác dụng lọc không khí như trúc, lan, điệp đều là những lựa chọn tốt. Phòng ngủ cũng là nơi thúc đẩy vận nhân duyên rất tốt, nên bạn có thể đặt hoa màu đỏ, hồng ở phương vị đào hoa. Và năm 2023, vị trí mang tới vận nhân duyên tốt chính là hướng Bắc. Phòng bếp hấp thụ phúc lộc, trầu bà, lan, xương rồng. Nhà bếp đa phần là nơi ô nhiễm nhất trong nhà, nên bếp thích hợp đặt các loại cây có tác dụng thanh lọc không khí như cây vạn tuế, cây lan, xương rồng, củ cải. Ngoài ra để thần bếp mang lại phúc lành, thì những căn nhà có bếp ở hướng Đông có thể đặt cây màu đỏ, hoa màu đỏ trên tủ lạnh, rất có lợi cho sức khỏe của gia đình. Nếu bếp của nhà bạn ở hướng Nam, thì có thể đặt các loại cây cảnh tốt cho sức khỏe như củ cải xanh, cây bạc hà. Những loại cây này có tác dụng giữ tiền rất tốt, kìm tay tiêu tiền của gia chủ. Nếu bếp nhà bạn ở hướng Tây, có thể đặt các loại cây hoa có màu vàng, nó sẽ giúp gia chủ phượng tài, giảm bớt âm khí sau khi mặt trời lặn. Còn nếu bếp đặt ở hướng Bắc, có thể đặt các loại hoa có màu sắc rực rỡ như đỏ, cam, tượng trưng cho sinh khí, phượng khí trong gia đình. Ban công sinh lộc, trúc, vạn niên thanh, đỗ quyên. Ban công là một trong những vị trí quan trọng để thông gió cho ngôi nhà. Ban công có đủ ánh sáng nên đặt các loại hoa có màu sắc rực rỡ, các loại cây xanh, cây cảnh có lá to hơn như cọ tre, vạn niên thanh, cây kim tiền, cây cao su, cây xương rồng. Hoa thì có thể trồng đỗ quyên, hoa tulip, hoa trà, hoa cẩm tú cầu, hoa lan. Quý mệnh chủ thân mến, thói đời chúng ta hay thích làm thân với người giàu có, cái thói mà chúng ta hay mỉa mai rằng thấy người sang bắt quàng làm họ. Thậm chí có kẻ cứ thấy ai giàu là xu nịnh, bỡ đỡ, sẵn sàng lao vào giúp họ việc này việc kia vì tin rằng có ngày họ sẽ giúp mình. Những việc này họ làm đều có chủ tâm là họ muốn thu lợi từ người giàu, cho rằng người giàu là quý nhân cuộc đời, nhưng họ đâu biết rằng giúp đỡ kẻ nghèo khó còn tạo phước nhiều gấp trăm nghìn lần việc họ đang làm. Ví dụ như bạn giúp người nghèo có 20.000 để họ có thể có bữa trưa hay bữa tối no bụng sẽ vô cùng đáng quý. Nhưng cũng với 20.000 ấy, bạn đưa cho người giàu thì họ chẳng hề xem trọng. Khi hiểu rõ về lợi ích bố thí cúng dường, mà cũng sẽ hiểu vì sao lễ vật của hoàng hậu không bằng muối của người nghèo. Vì thế, khi giúp đỡ người nghèo, hãy thực hiện bằng cách tâm, bằng sự thấu hiểu, chứ không phải đồ nào mình thừa, quần áo bị rách hay đầm dự tiệc lộng lẫy cũng dùng đi quyên góp, trong loạt đồ từ thiện gửi cho người già, phụ nữ và trẻ em. Ở những nơi khó khăn, quả là thiếu thực tế, thiếu tôn trọng họ. Con người khi tuyệt vọng, khi vào đường cùng, được bạn cho bát cơm, chai nước, sau này khi họ thành công, nhất định sẽ không quên lòng tốt của bạn nghề đó. Thậm chí, họ sẽ có thể quay lại giúp đỡ bạn. Có thể những người nghèo không có gì để cảm ơn bạn, nhưng trong thâm tâm, họ sẽ luôn nhớ về bạn, biết ơn bạn. Lòng tốt của bạn để đúng chỗ sẽ phát huy nội lực trăm nghìn lần so với những gì bạn từng tưởng tượng. Đừng chê việc thiện nhỏ không làm, không có nhỏ thì sao có lớn. Hãy cứ cẩn mẫn tích lũy dần những việc thiện lành, vừa hết nghiệp ác của quá khứ là quả thiện sẽ về. Trên đây là toàn bộ vận trình trong năm 2023 ở đầy đủ các phương diện cho nữ mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. Lộc phát tử vi hy vọng rằng quý mệnh chủ có thể kịp thời nắm bắt để xu cát tị hung, đón lành tránh dữ trong một năm 2023 may mắn thuận lợi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.